Chào anh em nha, đây là một cái máy khách mới vừa mua tự bảo dưỡng nha. Thì giao về Thanh Hóa ha. Máy này hơi gấp quá cho nên khách giờ chờ không được cho nên tự bảo dưỡng luôn. Thì giờ em chỉ lên máy giao về nhà cho khách thôi là xong. Cái này giờ em dê lên ha. Dê lên là chuyện của xe lớn. Rồi xong một em về Thanh Hóa nha anh em. Về em lên tiếp một con nữa. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video nhiều. Rồi chào anh em nha. Bây giờ khách đang lựa một con máy DC70. Đây anh em. Rồi chào anh em nha. Khách chốt con này rồi nha. Chiếc này là đi về Thanh Hóa nha. Thì máy này không bảo dưỡng gì hết. Mua về khách làm ha. Đó. Giờ chấp đây nè cho. Rồi, phần như khách nha anh em. Đó. Để cơ bản là máy này nó về nha anh em, chứ này số khung là 209 10. Đây, đó. Ok luôn. Chừng ở dưới đây nè. Đó. Lưới này, đó, thấy không? Cái này khách về khách bảo dưỡng tại bên em giờ kẹt máy quá, không có bảo dưỡng kịp, cho nên thôi để về khách làm. Chào anh em nha, bây giờ chắc khách về trước quá, đó, thì để có gì làm một số thứ là dắt không biết có làm được, máy này không làm thôi. Chào anh em nha, máy này có làm sơ nha anh em, sơn lót nhận chân thôi chứ không sơn bóng đâu đây, mới lót nhận chân xong. Cho nó chống sức nghiệm. Mới kiểm tra nước, chậm nước cho khách luôn. Rồi. Một con Thái. Đây cũng vậy luôn, mới về sân lóc luôn. Đó. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem. Ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 Bùi Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long á, cái này có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.